và các bạn thân mến, trước máy quay chúng ta đang được ngắm nhìn và thưởng thức chất âm của siêu phẩm loa nổi tiếng đến từ Anh Quốc với cặp loa Westmoreland Modern Pro 15 Delta với bát siêu trầm 40 và công suất mạnh mẽ lên tới 2000W. Trên cặp loa có cấu hình tuyệt đẹp và sang trọng, chúng ta có thể thấy được rằng đây là một trong những Modern loa nổi tiếng đã làm nên tên tuổi cho hãng loa Westmoreland đến từ Anh Quốc. Với đặc trưng chất âm của những dòng loa châu Âu, chúng ta có thể thấy được rằng nó thể hiện cực kỳ là tuyệt vời. Với tín hiệu tôi đang mở từ trên TV xuống, nhưng chúng ta vẫn có thể thấy được rằng chất âm mà nó mang lại cho người nghe. Ba giải âm thanh cực kỳ là ngọt ngào và chi tiết, với đặc trưng giải trầm sâu thẳm và uy lực mạnh như sấm, đồng thời hệ thống trung âm cũng như giải chép cực kỳ là ngọt ngào và chi tiết. Mời anh em cùng ngắm nhìn lại cấu hình của cặp loa Westmoreland Pro Delta 15 đến từ England có công suất mạnh mẽ ở ngưỡng 2000W. Trước máy quay chúng ta đang được chiêm ngưỡng cấu hình của Westmoreland Pro Delta 15 đến từ England còn rất là mới, nhưng cặp loa không thể mới hơn và không thể đẹp hơn. Với chiều cao của phần thùng gỗ lên tới 72, ngang 45 và sâu trên 40, công suất mạnh mẽ ở ngưỡng 2000W cho một chiếc loa tối đa trở kháng 8 ohm và độ nhạy cao tới 131 dB. Ngắm nhìn đi ạ, nó rất là đẹp và mới long lanh. Đặc biệt trong đoạn clip này thì tôi đã tháo sẵn một chiếc. Ở đây thì chúng ta sẽ được trải nghiệm và ngắm nhìn cấu hình nội thất của một chiếc với phần thông số ấn tượng như tôi vừa nêu, và chúng ta cùng quan sát một lần nữa trên cặp Westmoreland Pro Delta 15 với một bát siêu trầm đường kính 40 cm, sở hữu gân vải lụa thẩm dầu, xương đúc và từ lớn tới 20, hai ống hơi thẩm ở phía mặt trước rất là lớn và một quả kèn lớn tới của nó tới 35, cao 25 và phủ lên tới gần 18 cm. Công suất mạnh mẽ ở ngưỡng 2000W tối đa trên một chiếc loa cho cặp loa này, độ nhạy cao tới 131 dB. Chúng ta cùng tập trung quay về phía bên phải. Ở đây thì tôi đã tháo sẵn một chiếc loa, như vậy chúng ta có thể thấy được rằng nguyên một cái bát súp siêu trầm của cặp Westmoreland Delta 15 với từ lớn tới 20, bát xương đúc của bát này nó đánh thì khủng khiếp luôn ạ. Một quả kèn với củ của nó lớn tới gần 18 phân. Đó, quý vị nhìn củ kèn này thì bê nguyên cái kèn không đã nặng rồi. Và đặc biệt rằng với bảng phân tần ở đây tôi đã tháo sẵn, chúng ta cùng ngắm nhìn này. Đó, cái bảng phân tần của nó này, quý vị cùng ngắm nhìn nhé. Westmoreland Delta 15 này tích hợp chế độ đánh bi am, đánh tách cầu, chơi làm riêng giải súp và riêng giải cao, và chế độ đánh tổng 3 giải như tôi đang mở. Westmoreland Pro Delta 15 hai rắc new trích. Đó, một dẫn cổng in và một cổng out. Chúng ta cùng ngắm nhìn phía sau của bảng phân tần này sẽ khủng cỡ nào. Với hai cái bóng rất là lớn này, quý vị thấy hai cái bóng của nó to như ngón tay luôn. Đây là cuộn biến áp này. Chúng ta quan sát cuộn biến áp của nó kinh khủng không ạ? Còn từ con trỏ của nó rất là to. Quý vị cùng ngắm nhìn, tôi sẽ di chuyển máy quay tụ của nó này, nhìn kinh khủng không ạ? Bóng này, cuộn đồng này, ba cuộn này, cả cuộn nó chơi luôn, cuộn nó phe luôn, phe từ luôn. Đó, phân tần của nó là hai mặt, quý vị lưu ý nhé. Đó, nguyên cái cuộn đồng to như nắm tay luôn. Đó, đây, quý vị quan sát tiếp cái chỏ của nó này. Chỏ của nó rất là lớn này. Quý vị nhìn chỏ kinh khủng không ạ? Tụ nằm bên dưới này, tụ của chỏ bóng. Để nói rằng một cặp hoa hay, một cặp loa hay thì chúng ta hay và củng thì chúng ta cần quan sát phần nội thất. Như vậy quý vị có thể thấy rõ được trên cặp loa nó nguyên cái bảng phân tần của nó gấu khủng như thế này, phân tần hai mặt. Đó, chở của nó to gấp vài lần những cái dòng chở thông thường, nguyên một cuộn cả của bát. Chúng ta thấy rằng đây là cuộn nọc phân âm của bát này, được xử lý bằng phe từ này và nó to như nắm tay luôn ạ. Đó, không thể không hay với những cặp loa gấu và khủng như thế này, với bát siêu trầm 40 từ 22 và củ kèn siêu khủng trên cặp loa với công suất ở ngưỡng tối đa, công suất chịu đựng, quý vị lưu ý nhé, nó có mức dao động từ 500W, 1000W trung bình cho một chiếc loa và tối đa lên tới 2000W cho một chiếc loa. Và như vậy tổng công suất của nó cho cả đôi thì chúng ta nhân gấp đôi, quý vị thừa thấy được rằng với uy lực cũng như chất âm bỏ xa những dòng như JBL825 hay là 835 hay là 925 màng giấy đó, lấy lời, và trên Westmoreland thì đã khác biệt, sử dụng lời cực tốt và giải trầm của nó cực tốt trên cặp loa cực khủng này. Mời anh em cùng thưởng thức tiếp theo một vài giai điệu nhạc quen thuộc nữa mà tôi hay thường test trên kênh, quý vị sẽ thấy được
sự thể hiện cực kỳ là ngọt ngào và chi tiết trên cặp loa Westfalen Pro Delta 15 đến từ Anh Quốc. Phong cách chơi đa thể loại nhạc và karaoke chuyên nghiệp, chúng ta miễn bàn luận ở mọi phương diện. Trong phân khúc tầm tiền, tôi lưu ý rằng rất là ít những cặp loa có thể so đỏ được chất âm này và cấu hình này. Đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi, tình dù chưa phai không tránh được tơ ly. Ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi xót xa. Hãy subscribe.